Kim xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Vlog Cuộc Sống Ở Nhật nha. Thì hôm nay Kim sẽ ăn mì cuốn chấm với mắm nêm. Đây. Trước khi ăn thì Kim muốn giới thiệu đôi chút về Kim. Tại vì có một số quý cô chú anh chị và các bạn thì đã biết Kim, còn một số thì chưa biết Kim. Thì Kim sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Tên thật của Kim là Lam. Chỉ Kim chỉ là tên đệm thôi, nhưng mà Kim thích cái tên đó nên là Kim lấy cái tên đó đặt cho cái kênh của mình, và Kim cũng sẽ xưng là Kim luôn. Thì hiện tại bây giờ là Kim đang sinh sống và làm việc ở Nhật Bản nha. Hiện tại bây giờ thì Kim đã sang Nhật được 5 năm rồi và Kim đã chưa về Việt Nam, vì vậy Kim rất là nhớ Việt Nam các bạn ạ. Những món ăn Việt Nam thì Kim rất là thích ăn luôn. Cho nên là cái vlog đầu tiên hôm nay Kim quay để thấy mặt Kim cũng như là trò chuyện với mọi người, thì Kim sẽ chọn cái món Kim thích nhất, đó là cái này nha. Cái này là gọi là gỏi cuốn chấm với mắm nêm nha. Đây. Thì Kim giới thiệu xong rồi thì giờ Kim mời mọi người cùng ăn với Kim nha. Khuấy lên. Ta khuấy lên. Cái này là mắm nêm người ta đã pha sẵn rồi. Kim về Kim chỉ bỏ thêm một chút ớt với một chút tỏi với lại một chút xíu chanh cho thôi. Mời mọi người nha. Mắm nêm này người ta pha, người ta bán sẵn rồi, cái vị cũng khá là được á, không có nói là tệ đâu. Ngon. Kim đi mặn hơn Kim thì hơn 3 năm rồi thì Kim mới ăn lại cái mắm nêm này, Kim thấy rất là ngon nha. Không biết ăn cái này. Từ giờ Kim sẽ ra các kiểu như vlog, như là vừa ăn vừa nói chuyện. Kim muốn chia sẻ cái cuộc sống bên này, Kim đã từng trải qua những câu chuyện mà Kim đã từng trải qua, hay là những vấn đề trong cuộc sống mà Kim cảm thấy là Kim không chia sẻ cho ai được, thì cái kênh này sẽ là cái nhật ký đời thường của Kim nha. Thì Kim cũng mong khi mà Kim ra cái kênh này thì Kim sẽ được mọi người ủng hộ và yêu quý.
Ngon. Lâu không ăn lại ngon quá các bạn ơi. Hôm nay cũng kim cuốn này hơi to. Thì thật ra là Kim sống ở Nhật đã hơn 5 năm rồi. Kim sang Nhật từ năm 2017. Thì tới đây 5 năm Kim vẫn chưa về Việt Nam lần nào các bạn. Và dự định của Kim thì còn nhiều lắm, còn dang dở rất là nhiều luôn mà Kim chưa có thực hiện được á. Thì từ giờ trở đi thì Kim sẽ cố gắng thực hiện hết những cái dự định của mình. Ngon quá. Và cái dự định gần nhất ở đây thì Kim sẽ về Việt Nam trong năm tới nha mọi người. Kim nhớ nhà rồi. Phải Kim khóc rồi mọi người, tại vì cái này nó cay á. Cái này nó cay nha. Hồi nãy Kim có bỏ ớt thêm á, thì nó cay nha mọi người. Ngon quá. Kim bỏ tôm, thịt, bún và các loại rau bên này vô. Nhưng mà đáng tiếc một điều là ở bên này á, cái rau mà rau thơm được các kiểu á thì không có, Kim không có tìm thấy ở chỗ Kim bán mọi người ơi. Cho nên là có gì Kim bỏ vô nấy à. Xin lỗi mọi người nha. Kim sang Nhật 5 năm là mà Kim thấy thời gian nó trôi nhanh ghê gớm luôn. Mới mà 5 năm thì Kim không tin được luôn á. Trong 5 năm qua thì Kim đã trải qua rất là nhiều chuyện luôn các bạn. Vui có, buồn có, thì từ từ Kim sẽ kể cho mọi người nghe. Kim thấy á, 5 năm ở Nhật rồi, thời gian này nó trôi nhanh và Kim cũng thay đổi khá là nhiều. Thay đổi về cái cách mà Kim suy nghĩ, thay đổi về cái cách nhìn nhận một con người, thay đổi về cái suy nghĩ cho tương lai. Thì Kim đã có một cái cách suy nghĩ khác lúc ở Việt Nam nha mọi người.
Lúc mà ở Việt Nam á, Kim cũng có công việc, cũng có người yêu, Kim ở bên gia đình. Nhưng mà tại sao Kim sang Nhật, tại sao Kim lại chọn Kim ra đi, khi mà ở Việt Nam Kim có người, lúc đó Kim có người yêu, có gia đình mà cũng có công việc. Tuy là công việc không, nó không ổn định, nhưng mà Kim có thể làm hai ba job để kiếm một cái thu nhập đủ nuôi sống mình và phụ giúp gia đình một chút. Nhưng mà tại sao có tận ngay cái thời điểm đó thì Kim lại quyết tâm bước đến một đất nước hoàn toàn xa lạ đối với Kim? Thì qua tình tự những cái video thì Kim cũng sẽ tâm sự với mọi người. Kim hình như là một người giống như là không có kìm nén về cảm xúc gì đó, hoặc là nó dồn nén trong, hoặc là nó dồn nén ở trong người lâu lắm rồi á. Tự nhiên hôm nay Kim tâm sự với mọi người, Kim không có kìm được nước mắt. Để Kim kiếm một câu chuyện vui Kim kể cho mọi người nha. Cái chuyện hoài, cái chuyện không có vui, cái Kim bị gọi là bị cảm xúc nó dâng lên đó, nó không kìm được cái cảm xúc của mình. Thì bây giờ Kim sẽ kiếm một câu chuyện vui Kim kể cho mọi người nghe nha. Mà chuyện vui hiếm quá ta. Chúng ta có lẽ mà về Việt Nam sang lại đây rồi thì mình mới cảm thấy là mình sẽ không có bị xúc động như vậy nữa. Sang đây Kim thấy Kim trưởng thành hơn, nhưng mà cái mít ướt thì nó không có trưởng thành các bạn ơi. Mà cũng không phải mít ướt nữa, có thể là mình dồn nén lâu ngày á, cái đâm ra cái mình không có kìm nén được. Thôi Kim không muốn khóc nữa, khóc sưng mắt xấu lắm, sưng mắt thật sự rất là xấu luôn. Thôi ở Việt Nam mình đã khóc rất là nhiều rồi, nên là sang đây mình không có muốn khóc nữa. Nhưng mà riêng ngày hôm nay thì mình ở nhà có một mình thôi, mình quay video, mình tâm sự với mọi người, thì tự nhiên những cái cảm xúc đau buồn nó ùa về mình. Ôi rồi, thôi Kim tiếp tục ăn đi mọi người ơi. Thì Kim đổi cái chén nước mắm ra trong đây để cho nhìn Kim tắm cũng dễ nữa nha. Hôm nay Kim ở nhà một mình, hay là Kim thích ăn cái gì thì Kim làm, lấy Kim ăn thôi. Chồng Kim đi làm rồi mọi người. Ngon quá. Mấy bữa nguyên ăn mấy bữa mà Kim quay video á, chị thấy cái miệng Kim ăn không á, thì bạn của Kim mọi người bảo là Kim nên quay thấy nhìn cái mặt rõ hơn như này nè đó, để cho mọi người có thể nhìn thấy rõ và cùng trò chuyện với mọi người. Thì trong đầu Kim lúc đầu cũng suy nghĩ là Kim sẽ quay, Kim làm cái vlog cuộc sống hàng ngày của Kim ở đây cho mọi người xem, nhưng mà Kim còn nhát á, cho nên là Kim với mấy cái video đầu Kim chỉ quay là
theo cái kiểu như là mất bang á, là về ăn uống thôi. Kim bỏ việc giúp ở dưới chứ Kim không có tự tin để quay cái mặt của mình. Thì Kim cảm thấy là Kim không có xinh gái, thì Kim không biết cái trang điểm. Nhưng mà kể từ bây giờ thì Kim kể nó luôn, không biết trang điểm, không xinh gái kể luôn, nhưng mà Kim sẽ quay những cái vlog đời sống thường của Kim, như là cái việc hàng ngày Kim làm, những gì Kim trải qua, hay là những gì Kim đã trải qua, những gì Kim dự định và nó diễn ra hàng ngày chẳng hạn, hoặc là những câu chuyện mà Kim muốn chia sẻ đến mọi người. Thì Kim rất mong mọi người sẽ ủng hộ Kim, yêu quý Kim. Với lại mọi người muốn Kim ăn uống, ăn về cái gì, nói về cái gì, với lại muốn xem cái gì ở bên Nhật này, thì mọi người có thể là bình luận ở phía dưới cái video của mỗi video, để Kim có điều kiện, có khả năng, trong tầm khả năng của Kim thì Kim sẽ làm để phục vụ cái yêu cầu của mọi người nha. Ăn cái này nhai hơi lâu mọi người ơi. Năm năm Kim ở đây nhưng mà Kim hầu như là không có làm cái clip để quay lại cái những cái kỷ niệm bên này á. Nếu sau này mà Kim không ở đây nữa, hoặc là sau này mình già đi, thì Kim cũng muốn những cái video này lưu lại những cái kỷ niệm, hoặc là những câu chuyện mà Kim từng trải qua. Kim sợ đến một lúc nào đó mình già mình lẫn đi á, xong rồi những chuyện chạy qua trong quá khứ á, mình không có nhớ được hết á, mình cũng không có cái gì để ghi lại những kỷ niệm á. Với lại một phần Kim làm cái clip này, những cái vlog hàng ngày này, thì Kim cũng muốn là gia đình ở Việt Nam, những bạn bè yêu thương, yêu quý Kim biết thằng Kim vẫn ổn. Ngày nào Kim còn làm video clip, video up lên YouTube á, thì ngày đó cuộc sống của Kim vẫn ổn nha mọi người. Tại sao mà Kim sang Nhật đã 5 năm rồi mà đến bây giờ Kim vẫn chưa về Việt Nam? Những cái lý do đó thì Kim sẽ kể vào cái vlog tiếp theo nha. Với lại là tại sao Kim lại chọn một đất nước Nhật như thế này, gọi là nước Nhật Bản đi. Người ta nói là nước Nhật Bản là cái nước gọi là có công việc nhiều hơn thôi, chỉ lúc nào cũng có công việc thôi. Mà tại sao Kim lại chọn nán chân lại nha? Không phải Kim chọn đâu mọi người, cái duyên cái số nó quần lấy Kim á mọi người ơi. Những cái vlog sau á thì Kim sẽ kể cho mọi người nghe từ từ nha. Mọi người đợi Kim. Hôm nay là cái vlog đầu tiên luôn, Kim muốn nói ra giải bày hết. Nhưng mà thời gian thì có hạn á, cho nên làm những cái chuyện mà Kim muốn tâm sự với mọi người thì từ từ Kim sẽ tâm sự với mọi người. Một phần thì Kim cũng muốn tâm sự với mọi người để giải tỏa những cái chịu đựng trong lòng của Kim. Một phần Kim muốn ghi lại những cái kỷ niệm, những cái hành trình mà Kim đã từng đi qua. Một phần nữa thì Kim cũng muốn cha mẹ ở Việt Nam hiểu hơn và yêu thương Kim hơn. Nhưng mọi người,
lẽ đây là cái vlog đầu tiên mà Kim ngồi đây Kim tâm sự với mọi người á, thì nó cũng cái lúc mà Kim không kìm nén được bản thân, hoặc là những có cái lúc mà Kim diễn đạt chưa có hay á, thì xin mọi người bỏ qua cho Kim nha, để những cái clip sau á Kim sẽ cố gắng hơn, hoàn thiện bản thân mình hơn. Và Kim cũng sẽ cố gắng làm những cái vlog nó thú vị hơn, nhiều niềm vui hơn chia sẻ đến mọi người ha. Mọi người đợi Kim. Với lại Kim biết á, khi mà Kim quay những cái vlog như này á, Kim book trên Facebook các kiểu á, thì có một số người, một số các bạn á, các anh chị và các em yêu quý Kim thì sẽ ủng hộ xem cho xem coi cho Kim. Cũng có một số người thì không thích Kim thì sẽ không xem, không coi cho Kim, thì cái đó là chuyện bình thường, thì Kim cũng hiểu điều đó mà. Nhưng mà Kim không có làm gì các bạn hết, thì mong là các bạn cũng đừng có ghét Kim, vì mọi người mỗi hoàn cảnh, mình không thể nào đứng trong hoàn cảnh của người ta mà mình suy xét người ta được. Bởi vì thế mà Kim mong nếu các bạn không yêu thương Kim thì các bạn cũng đừng ghét Kim. Nhưng mà nếu các bạn ghét Kim thì Kim không cách nào để mà làm cho các bạn yêu thương Kim được. Kim cũng không có thích Thảo Mai, Kim sống thẳng rồi đó giờ, cho nên là số bạn thân của Kim rất là ít luôn. Nhưng mà ai yêu quý Kim rất là hiểu tính. Mới bị đổ xong nên là Kim phải đi làm lại chén mắm khác. Có rất nhiều chuyện mà Kim muốn tâm sự với mọi người luôn. Kim muốn chia sẻ với mọi người hết những câu chuyện mà Kim đã trải qua, những câu chuyện mà liên quan về Kim. Nhưng mà cái video này thì không có đủ dài rồi. Kim hẹn mọi người bằng cái video những lần sau nha. Nếu mà mọi người yêu quý Kim á, hãy đăng ký. Kế cái nút đăng ký có cái nút cái chuông á, mọi người bấm vào đó. Khi mà Kim đăng video lên á, mọi người sẽ làm người nhìn thấy video của Kim đầu tiên. Tại sao mà Kim nói là chồng Kim không biết Kim làm YouTube nha mọi người? Tại vì á, chồng Kim đi làm suốt ngày à, chỉ có là ban đêm chồng Kim về, mà có lúc á thì chồng Kim đi làm ca đêm. Nhưng mà Kim á thì Kim không muốn chồng Kim biết, cho nên là những lúc mà chồng Kim đi làm á thì Kim sẽ ở nhà đi mua đồ và về làm video cho mọi người xem. Tại sao Kim không cho chồng Kim biết? Chồng Kim không cho Kim làm gì hết á. Chồng nói là 5 năm rồi Kim làm, Kim không có được nghỉ ngày nào hết á, ý là không được nghỉ đang kêu á, nghỉ dài ngày á, thì bây giờ lấy chồng rồi á, ý là 5 năm rồi á là Kim đi làm liên tục luôn, Kim đổi công ty 2 lần thì Kim làm liên tục luôn, Kim không có ngày nghỉ đang kêu. Thì lúc mà đi làm á Kim rất là mệt luôn, đi làm quần quật một ngày 8, 10, 12 tiếng. Hồi xưa làm công ty cũ em kia có khi làm 13, 14 tiếng cũng có nữa. Nó rất là mệt luôn, cho nên là Kim cũng từng tâm sự với chồng là Kim đi làm rất là mệt rồi. Kim lấy chồng xong Kim muốn nghỉ ngơi vài tháng, Kim không muốn đi làm. Thì chồng mình ok, chồng mình cái đó chồng mình rất là ok luôn. Cho nên là lúc mà Kim nghỉ xong rồi Kim cảm thấy không có công việc làm, Kim chán á. Xong rồi Kim chán á, xong rồi Kim mày mò ra Kim làm này làm kia, làm YouTube. Lúc đầu Kim tính làm đồ handmade á, nhưng mà Kim cảm thấy là làm đồ handmade rồi những cái đồ đó thì mình để ở đâu đúng không, thì Kim đổi qua là làm về ăn uống, bởi vì Kim cũng rất thích ăn uống mà Kim cũng rất thích nấu ăn luôn. Kim muốn là làm cái gì Kim thật sự thích thì đó là Kim chọn là về vlog ẩm thực, về ăn uống hàng ngày.
nhưng mà Kim không cho chồng Kim biết, tại vì chồng Kim nói là giờ không có làm gì hết á, giờ nghỉ chơi đi, chơi vài tháng đi rồi sau đó về Việt Nam chơi xong quay lại đây, xong rồi muốn làm cái gì đó làm. Nhưng mà Kim nghĩ cái thời gian mà từ bây giờ đến Tết Kim về, xong rồi qua Tết Kim lại là hơn nửa năm, Kim không có làm gì hết, Kim không có chịu được. Kim phải làm một cái gì đó để Kim giải tỏa, hoặc là Kim đi làm lao động tay chân, hoặc là Kim sẽ làm cái gì đó cho nó không có bị stress đó mọi người. Chơi bên Nhật có không có bạn, ở nhà một mình mà không có đi làm gì hết, không làm gì hết, ở nhà cứ đi chợ nấu cơm dọn nhà ăn ngủ hết. Các bạn thấy vô nghĩa không? Mình cảm thấy rất là vô nghĩa luôn, cho nên đó là mình đã làm vlog. Nhưng mà một ngày đẹp trời mình sẽ bảo với chồng mình: chồng ơi, vợ có kênh rồi, giờ làm vlog rồi, xem cảm ứng phản ứng của ông như thế nào. Chắc là ông cũng kêu là vợ làm chắc là tầm phào rồi, chắc vợ làm mà kiểu như không biết nữa các bạn. Kim làm kênh này thì chắc là còn ba mẹ Kim biết nè, với là bạn bè vậy thôi, còn những người mà xa lạ thì chắc là chưa, tại vì khả năng là kênh kênh Kim chưa bị đề, chưa được đề xuất á. Thì Kim nghĩ là Kim mới ra khoảng chục video thì nghĩ là những người mà Kim chia sẻ đến cho họ, cố ý chia sẻ đến cho họ thấy thì là họ thấy thôi. Kim mà không kiếm việc làm á, không không làm vlog á là cái đầu Kim lúc nào nó cũng đau, bởi vì đầu Kim luôn nhảy số mà. Rồi chưa đi làm công ty á thì mình làm, mình tập trung mình làm đúng không, đến lúc mình về á thì mình chỉ có là thả lỏng cơ thể, học bài hoặc là xem phim, nghe nhạc, đi chơi với các bạn ở trên công ty thì mình thấy nó thoải mái, đầu mình không có bị đau. Nhưng mà khi mà mình không có làm gì hết á, đầu mình nó cứ suy nghĩ lung tung á, suy nghĩ lung tung hết, cho nên mình quyết tâm nếu mà mình chưa đi làm ở ngoài á, mình chưa đi làm ở công ty hoặc là nhà hàng gì các kiểu, mình chưa đi làm ở ngoài á thì mình sẽ kiếm một cái gì đó mình giải tỏa cái đầu mình trước. Đó là Kim chọn làm cái này. Đây cũng có thể là một công việc phụ của Kim, Kim nghĩ vậy. Thì đến đây thôi ha, video của Kim cũng quá dài rồi. Thì Kim xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem hết video của Kim. Thì nếu các bạn yêu quý Kim thì hãy đăng ký, like, share, ủng hộ kênh cho Kim nha. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người vào video kế tiếp. Xin chào.